Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với S Channel. Và mình đang có mặt ở một sự kiện ra mắt một smartphone thương hiệu Việt. Nhưng mà không phải là B, thôi kệ đi, không phải là một cái hãng mà các bạn đã từng biết, mà đây là một cái hãng mà khá là mới trong làng smartphone, đó là Asanzo. Đấy. Thế thì trước đây thì Asanzo hay bán mấy cái kiểu như là tivi, hay sản xuất những cái sản phẩm như kiểu là tivi này, hay là có cả lò vi sóng, lò nướng, đồ gia dụng là chính. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng xem là một hãng làm tivi mà chuyển sang làm điện thoại di động thì có tốt không. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có một cái smartphone cầm vào khá là vừa tay, một cái thiết kế mà theo mình là khá là mới và gọi là hơi đột phá một chút từ phía Asanzo. Chúng ta sẽ có mặt lưng bằng kính này. Đấy. Nhìn chung là một chiếc điện thoại mà khá là đẹp, và các bạn nhớ cái mức giá của nó đang rất là rẻ. Mình tiết lộ giá luôn, đó là 2.580.000, nói chung là cỡ khoảng 2.600.000, thì là một cái phân khúc rất là rẻ nhưng mà chúng ta có một cái thiết kế rất là đẹp rồi này. Và ngoài ra thì mình thấy Asanzo cũng đã gọi là có một chút sự cố gắng đột phá ở thiết kế của chiếc điện thoại này, khi mà chúng ta có một mặt đáy không hề có cổng kết nối. Đó. Và nó rất là cân đối, đây là một cái điểm cộng rất là lớn ở trên chiếc S3 Plus này. Trên đỉnh máy này thì là cái khu vực mà Asanzo đã tập trung tất cả các kết nối vào đây rồi. Cổng micro USB cũng như là cổng 3.5 thì đều ở đây hết. Và lại một cái điểm đột phá nữa, đó là vân tay đặt ở một cái vị trí rất là lạ, và theo mình là một vị trí rất là ok. Nó sẽ giúp các bạn mở khóa máy, kể cả trong những cái điều kiện như kiểu là bạn đang đặt trên mặt bàn này, hay là cái việc chúng ta có để vị trí ngón tay cái ở đây thì nó cũng rất là tiện. Tại vì là Asanzo đã làm một vết lõm ở đây rồi thì cầm vào rất là sướng tay. Và một điểm nữa đó là cái mặt trước của chiếc máy thì phần lớn diện tích sẽ là màn hình, mặc dù là viền thì cũng không quá mỏng. Có một cái điểm hay đó là phần viền màn hình ở phía mặt trước thì Asanzo làm màu xanh luôn, ở bên màu xanh thì cả một chiếc máy này là có một màu xanh rất là đồng đều. Ok, chúng ta sẽ cùng chuyển sang cấu hình xem là điện thoại 2.500.000 đồng thì sẽ có cái cấu hình như nào. Thế thì chúng ta sẽ có một con chip lõi tứ, chúng ta sẽ có 2GB RAM này, và chúng ta sẽ có viên pin 2800mAh. Thêm nữa chúng ta còn có một chiếc camera kép với độ phân giải là 8 chấm, thì giúp chúng ta có thể chụp có phông ở cái tầm giá rất là rẻ này. Ok, nhìn chung là với cái mức tiền như thế này thì chúng ta sẽ không mong đợi quá nhiều, nhưng mà điểm hay ở chiếc máy này, ngoài cái việc là chúng ta có một cái thiết kế độc đẹp, thì chúng ta sẽ còn có một số những cái ưu điểm, ví dụ như là cảm biến vân tay đặt ở vị trí rất là ok, mở khóa bằng vân tay này, và camera kép chụp ảnh trống không. Trước tiên thì Hà cảm thấy rất là bất ngờ, vì cái kiểu dáng của nó rất là đẹp và rất là đầm tay khi mà mình cầm lên cái điện thoại đó. Cái điều thứ hai nữa là Hà cũng rất là ngạc nhiên khi mà Asanzo đã đưa cái công nghệ rất là mới vào trong cái điện thoại của S3 Plus này. Vì thứ nhất là cái mở khóa bằng gương mặt, cái người tiêu dùng mà họ thích cái này tiên tiến hơn và vượt trội hơn thì đó lại là một cái phần mà mở khóa vân tay bằng ở bên cạnh hông rất là thuận lợi. Cái kiểu dáng thì rất là đẹp, rất là vừa tay, không có bị quá nhỏ và không bị quá lớn. Đây cũng là một cái ý tưởng rất là hay. Thì tất nhiên là khi mà mình đã đóng vai trò là một cái người mà đại diện thương hiệu thì Hà sẽ đưa cái sản phẩm của mình để mang cái hình ảnh đó quảng bá đến trong những cái sản phẩm âm nhạc của chính bản thân Hà, hay là trong những cái chương trình nghệ thuật của Hà biểu diễn. Thì mình rất ủng hộ và mình mong là chúng ta sẽ có thêm một cái thương hiệu Việt mạnh nữa. Còn các bạn nghĩ thế nào về Asanzo S3 Plus này, hãy cùng comment. Và bây giờ xin tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video lần sau của S Channel.